Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc bật lửa Zippo Mỹ hình rồng rất là đẳng cấp cũng như là cực kỳ là sang trọng luôn nha. Các anh mà mình đang muốn lựa chọn một món quà tặng hay là quà biếu dành cho các tiền bối cũng như là cho những người bạn hoặc là các sếp thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Hoặc là các chị đẹp mình đang lựa chọn một món quà tặng để tặng cho chồng của mình nhân kỷ niệm ngày cưới, hoặc là các chị mình muốn lựa chọn để tặng quà cho bạn trai của mình nhân dịp trọng đại, hoặc là nhân dịp sinh nhật, thì đây là một gợi ý rất là tuyệt vời cho các chị nha. Rất là đẹp và cũng như cực kỳ là sang luôn. Em nói thật là cái mẫu này rất là sang luôn các anh chị nha. Với mã hàng là ZBT-3-35. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng, các anh và các chị mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của anh chị nhá. Thì vẫn là một chiếc hộp của Zippo, của chiếc hãng Zippo rất là quen thuộc như thế này. Và bên trong là một chiếc bật lửa Zippo hình rồng sang trọng và đẳng cấp như thế này đây. Thì các mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu Zippo này giúp em các anh nha. Rất sang trọng cũng như cực kỳ là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Cực kỳ là đẳng cấp luôn. Với gam màu đỏ rất là may mắn cũng như là nổi bật như thế này. Và họa tiết hình rồng các anh nha. Họa tiết rồng được mạ vàng rất là ấn tượng cũng như là tăng thêm cái vẻ sang trọng cho mẫu này cho chúng ta. Rất ấn tượng luôn đúng không ạ? Cực kỳ là sang luôn. Cầm trên tay là thấy ngay đẳng cấp rồi đúng không ạ? Rất là chất lượng và cũng như là cực kỳ là chất luôn. Cực kỳ là chất luôn các anh nhà, rất là đẹp. Và mặt sau này là họa tiết trơn các anh nhá. Họa tiết trơn mình hoàn toàn có thể lựa chọn để khắc tên cũng như là số điện thoại, hoặc là sáng tác những cái họa tiết mà các anh yêu thích lên chiếc bật lửa của chúng ta. Rất tuyệt vời luôn. Mặt trước thì là họa tiết rồng, rất là phong cách cũng như là nam tính như thế này. Thì mặt sau này chúng ta cũng có thể khắc tên hoặc là số điện thoại của mình lên để tránh mất chiếc bật lửa đẹp tuyệt vời này của mình các anh nhà. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mộc đáy của chúng ta là mộc đáy lồi các anh nhá. Mộc đáy lồi ạ. Các anh mình có thể quan sát chi tiết giúp em mộc đáy lồi nha. Và ở đây thì mình có thể quan sát giúp em bản lề, và mình có thể quan sát giúp em họa tiết rồng ạ. Rất là tinh xảo đúng không ạ? Cái này thì các anh mình không hề lo bay màu cho em nha, không bao giờ bay màu đâu ạ. Rất là bền đẹp theo thời gian. Ruột của mẫu này là ruột bạc các anh nhé, ruột bạc ạ. Mình có thể quan sát giúp em bản lề cũng như là bánh xe và buồng đốt. Bên Ambe Shop thì cam kết là cung cấp Zippo chính hãng 100% cho các anh mình sử dụng, nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em nhá. Đây là ruột ạ. Chiếc này thật là may mắn vì đã trùng cả tháng cả năm các anh ạ. Rất là may mắn luôn. Tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 30% thôi. Và chiếc Zippo này đã sở hữu tỷ lệ đó rồi. Rất là chất luôn đúng không ạ? Cực kỳ là đẹp. Và sau đây thì em sẽ đi đến phần tiếng kêu của mẫu này các anh nhá. Các anh có thể thấy là tiếng kêu của mẫu này rất hay luôn đúng không ạ? Tiếng Zippo thì đối với em là nghe không bao giờ chán luôn các anh ạ. Em rất là thích tiếng Zippo luôn. Lửa thì vô cùng nhạy đúng không ạ? Rất là nhạy lửa luôn. Chất liệu của mẫu này thì được làm bằng chôm và cốt đồng các anh ạ. Chôm, cốt đồng và sơn tích điện. Các màu đỏ này là được sơn tích điện các anh nhé. Và nổi bật lên đó chính là một họa tiết rồng được mạ vàng như thế này. Sang trọng và ấn tượng như thế này đúng không ạ? Bật lửa Zippo rồng này có thể nói là một chiếc bật lửa Zippo rồng phong thủy, là một mẫu bật lửa Zippo xuất Nhật được rất là nhiều các anh yêu thích cũng như là lựa chọn tại Ambe Shop luôn. Rồng là một biểu tượng mang rất là nhiều ý nghĩa trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Ý nghĩa của hình rồng là biểu tượng cho tích cực và sáng tạo, là sức mạnh của sự sống và cũng như là biểu tượng cho sự tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng. Có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý cũng như là tốt đẹp nhất trong đời sống của con người. Nên đây cũng là một món quà tặng rất là ý nghĩa cũng như là cực kỳ là sang và đẳng cấp như này, dành tặng cho những người bạn cũng như là những người thân yêu của chúng ta đấy ạ. Anh chị nào mà mình kết mã sản phẩm này, phong thủy này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh chị trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh và các chị thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nhá. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.